Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Memo. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật một cái dự án về Ben ha. Thì đây là một dự án đang hot trong một vài ngày gần đây. Thì hiện tại dự án đang trong quá trình cập nhật để chuẩn bị tiến đến mainnet em nha. Thì trên cái trang web của Band, trên com thì anh em sẽ đăng nhập vào ha. Thì hiện tại mình sẽ chủ yếu là đăng nhập trên trang web. Thì hiện tại anh em sẽ cập nhật cái hình ảnh avatar cho mình À, bên tay trái ha, rồi ở bên tay phải chính là cái mã qr của cái tài khoản của anh em ha. thì cho à, à, ứng dụng này nó đã cập nhật à, rất là nhiều cái mục mới. ha, đầu tiên thì à, nó sẽ thay đổi tất cả cái phần hôm trước ha, bây giờ nó sẽ đổi thành là bên đây là phía ngày tham gia ha, rồi số lượng giới thiệu nè và bên phải chính là cái phần à, xác minh b2b. rồi phía dưới này nó sẽ có cái phần giao diện là ví ha, rồi à, ở đây là một số cái um, cái tính năng trong cái dự án ha rồi à, bên tay à, tiếp theo đó là cái phần tin nhắn đó rồi bên đây chính là cái phần à, mà hồ sơ của anh em khai thác ha à, tất cả những anh em khai thác thì nằm trong cái phần hồ sơ đây đó và anh em sẽ kéo xuống đây thì à, nó đã tổng hợp và nó cộng dồn lại cái à, à, hai cái phần mà trước anh em điểm danh à, cũng như là cái phần mà yêu cầu à, mã thông báo sau này ha thì nó sẽ cộng dồn hai phần này rồi nghĩa là đồng xu này nó sẽ được cộng dồn lại luôn nha. Rồi và giao diện dưới cùng này nó có phần ra Forum thì anh em sẽ kích vào đây để anh em sẽ tham gia cái uh, cái forum chính là cái cái diễn đàn của dự án ha. Rồi đây chính là cái diễn đàn của dự án anh em có thể tham gia đọc cũng như là <laughs> ghi bài trên đây nha. Rồi mình sẽ quay lại <laughs> và cái đặc biệt hơn là anh em vào cái phần quý này đó vào phần quý thì em sẽ thấy được cái giao diện ví nó đã thay đổi rất là nhiều. Đó, đầu tiên là em sẽ thấy nè. Đó, gồm mẹ phần gửi nè ha. Phần gửi chính là phần uh, gửi đi đó, có nghĩa là phần uh, chuyển cái uh, token đi. Thứ hai là phần mua bán nha. Rồi, thứ ba là phần uh, lời yêu cầu nè. Lời yêu cầu và phần, Thứ tư là phần trả đổi là phần swap đó ha. Rồi. Đó thì em có thể dịch sang tiếng Việt hoặc là tiếng Anh, Để sử như mình để theo phần tiếng Anh á anh này mình sẽ thấy được này phần sen này phần buy sell này đó là phần giao dịch mua bán này rồi phần yêu cầu này yêu cầu mà thông báo ha rồi phần swap đó rồi phía dưới này thì nó có cái phần là ra coi thì chính là cái token chính của dự án ha ra rồi tiếp theo là syrora token tóc token này chính là cái cái điểm mà anh em điểm danh được á thì bây giờ nó sẽ chuyển thành là cái tóc token đó thì sau khi mà anh em xác minh B2B xong á thì từ CDR token này nó sẽ chuyển sang đi CDR coin. Thì CDR coin chính là đồng coin cuối cùng, và chính là đồng coin chính của dự án ha. Rồi, tiếp theo phần thứ ba chính là referral token. Có nghĩa là token mà anh em tuyển được à, từ rep ha. Đó thì ở đây nó sẽ có là 24. Giả sử như mình là có 24 uh, referral uh, referral token nè. Đó, thì một referral token này nó sẽ bằng là 10 10 cái đồng ST này. Đó ha rồi ở đây cái đồng là SUSD token chính là cái đồng stablecoin của dự án ha và một cái đồng tiếp theo là S -U -U token thì đây cũng là một cái đồng coin có thể là giống như là stablecoin đó của dự của dự án luôn nhưng mà nó ở một cái uh, tiền tệ của một quốc gia đó thì cụ thể mình sẽ vào cái twitter của dự án để mình xem cập nhật ha rồi rồi một cái phần tin uh, nhắn mới nhất cập nhật nhanh ha quy trình kc của chúng tôi chưa sẵn có đầy đủ vì chúng tôi vẫn đang cải thiện mạng lưới của mình chúng tôi hiểu mọi người đều mong muốn hoàn thành kc cho b 2 b nhưng đừng lo lắng nó chưa mở cho bất kỳ ai chúng tôi đang ở trên đó và cần thêm một chút thời gian cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn thì hiện tại cái chương cái quy trình xác minh b 2 b thì hiện tại là đã có rất là nhiều anh em đang đang trong mong về cái vấn đề này tuy nhiên hiện tại cái dự án nó đang hoàn thiện và đang chỉnh sửa một số số thứ cho nên là khi mà anh em đăng nhập vào nó sẽ rất là lát ha và hiện tại cũng chưa có ai là hoàn thành xác minh KC được cho nên là anh em cứ yên tâm chờ đợi ha tiếp theo này anh em sẽ thấy được một cái thông tin ở đây này rồi đây là cập nhật cái phần ví này suy ra coi là đồng tiền chính mà bạn có rồi Hồi nãy đó ha. Tiếp theo nè, mã thông báo CR là số lượng mã thông báo nhận được từ việc xác thực hàng ngày. Bạn có thể đổi chúng thành ra coin. Rồi thứ ba là mã thông báo giới thiệu được trao cho bạn dựa trên tổng số người đã tham gia hệ thống của bạn. Mỗi mã thông báo có thể được đổi lấy 10 xu ra Đó. Bạn chỉ có thể trao đổi mã thông báo giới thiệu từ những người được giới thiệu đã hoàn thành à, đã hoàn tất quy trình KC. nha. Yeah thì đó SUSD được gắn với Sierra USD rồi SWR được gắn với đồng Rian của Weta thì đây chính là cái đồng tiền uh, riêng có nghĩa USD là cái đồng stablecoin uh, gắn với USD nha còn SWR cũng là một dạng stablecoin luôn nhưng mà nó sẽ gắn uh, với cái um, với cái tỷ lệ um, quy đổi của cái đồng tiền Quate anh em nha của đồng tiền quốc gia riêng của cái quốc gia wata này và mỗi USD như vậy là bằng 3,6 Quate cố định. đó thì đây là đồng tiền đồng tiền pháp định của cái uh, quốc gia Quate. Thì đây là cái giao diện mà họ đã update cái phần quý như nãy mình có mình có nói ha. Thì uh, cái serial token này chính là cái mình nói lại ha sera token này chính là cái cái điểm mà anh em điểm danh hàng ngày anh em anh em nhận được ha còn cái referral token này chính là cái à, cái số lượng à, token mà anh em số lượng mà mà anh em nhận được từ bạn bè à, tuyển rep ha đó thì cứ mỗi rt như vậy nè thì anh em sẽ được quy đổi sang thành là 10 cái đồng st đó <laughs> thì tùy vào cái um, kết quả mà bạn referral cũng như là tiếng dưới của anh em nếu như tiếng dưới của anh em mà hoàn thành KIC thì anh em sẽ được quy đổi cái đồng RT này sang cái đồng ST đó ví dụ có nhiều anh em mà, mà tiếng dưới của mình thực hiện KIC thành công thì anh em sẽ hưởng được bấy nhiêu cái số lượng token ST mà anh em sẽ nhận được từ cái tiền rep đó anh em nha còn những tiếng dưới của anh em mà chưa cái KIC được thì anh em cũng sẽ không nhận được cái token ST từ cái việc quy đổi từ rt sang ST như vậy nha rồi ok đó rồi về cơ bản là những cái thông tin này là cập nhật mình mới nhất và cho đến thời điểm hôm nay ha đây là cái đặc biệt là cái phần quý anh em sẽ để ý ha rất là nhiều rồi bây giờ mình sẽ tiến sang cái phần kc đó, kc ha đây là mình có phần đăng nhập về cái 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 trang web rồi bây giờ mình sẽ vào cái tiến hành kc thì anh em sẽ vào cái trang web kc bot cho mình nha đó anh em sẽ vào cái phần kc.com này thì đây chính là cái trang web mà anh em sẽ tiến hành kc thì uh, hiện tại cái uh, cái 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 uh, hồ sơ của mình thì đã được uh, kc và được chấp nhận rồi ha thì bây giờ anh em sẽ những anh em nào mà chưa được cấp uh, chấp nhận thì anh em sẽ tải tài liệu anh em lên ha rồi anh em vào cái dấu ba gạch nè anh em vào cái phần tài liệu kc cho mình đó thì ở đây nó thể hiện cái trạng thái kc thì cái bước cuối cùng mà, mà anh em cần vượt qua đó là chính là xác minh b này b nè thì hiện tại mình cũng sẽ cần phải được cái, cần phải xác minh cái b b ha còn cái riêng cái hình ảnh này tài liệu này thì những anh em nào chưa xác minh kc ban đầu đó, thì thì em sẽ bấm một cái chỗ thêm tài liệu mới để anh em sẽ update cái tài liệu um, căn cước công dân của anh em lên để anh em tiến hành kc nha anh em bấm vào thêm sau đó anh em sẽ chọn tài liệu cho mình chọn tài liệu ở đây có hộ chiếu bằng lái xe Đó, rồi bằng lái khác ha giả sử như mình nói là bằng lái xe ở đây thì hiện tại là do mình đã xác minh cái phần chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân rồi cho nên cái tùy chọn còn lại nó chỉ là hộ chiếu bằng lái xe thôi giả sử như mình chọn bằng lái xe này rồi chọn quốc gia chọn ngôn ngữ ha rồi ở đây anh em sẽ chọn ngôn ngữ tài liệu luôn là Việt Nam hết ha rồi hình ảnh phía trước nè hình ảnh mặt trước ảnh mặt sau thì anh em sẽ chụp ảnh mặt trước mặt sau tài liệu ha, rồi lưu giữ cần thiết, lưu dữ liệu cần thiết đó, thì một số các bước như vậy anh em chỉ tiến hành làm cho mình ha, rồi bây giờ mình sẽ vào lại cái phần tài liệu kc, rồi cái phần đầu tiên là bên tay trái này Ở cái ô vuông màu xanh bên trái á, thì những anh em nào mà chưa tiến hành kc thì anh em bấm vào để tiến hành kc, rồi ô vuông bên phải tiếp theo thì chính là tài liệu của bạn hiện đang được hệ thống OCR của chúng tôi xem xét vui lòng đợi quá trình xử lý hoàn tất ha thì đây nó có một cái quá trình của hệ thống OCR xem xét nữa ha rồi tiếp theo cái ô vuông thứ ba thì ở đây để hoàn thành quá trình thì hãy nhấp vào tài liệu của bạn có trạng thái là chưa hoàn thành và tải lên thông tin cần thiết bằng cách cắt xén chính xác các giá trị bắt buộc đó thì những anh em nào mà chưa hoàn thành vấn đề KC thì anh em bấm vào đây để anh em hoàn thành lại à, việc à, mà anh em cắt xén một số cái thông tin ở trên cái giấy tờ tùy thân của anh em á để anh em tiến hành hoàn thành cái hồ sơ ha. Rồi cái mục tiếp theo là cần ảnh selfie. Tại đây bạn cần nhấp vào tài liệu của mình với trạng thái chưa được xác nhận à, và tải hình lên, à, selfie lên ha, liên quan đến tài liệu bằng cách nhấp vào biểu tượng tương ứng ha. Rồi tiếp theo ở đây nó có phần xác minh. BAB là phần quay video nè. Cần theo dõi khuôn mặt, bắt đầu quá trình theo dõi video bằng cách nhấp vào biểu tượng được hiển thị trên trang này. Bước này yêu cầu quay video như một phần của quy trình xác minh. Đó, thì cái phần này là phần quay nha. Rồi, ở đây tiếp tục cái bước cuối cùng chính là cái phần xác minh VHB. Thì để tiếp tục bạn cần ít nhất hai người dùng xác nhận danh tính của mình. Người dùng có thể thực hiện việc này bằng cách quay video thời gian thực cho bạn thông qua biểu tượng xác minh b 2 b trong tài khoản sierra của bạn thì cái phần này nó nói như vậy thì mình cũng chưa có rõ lắm nha nha đó về cách thức b b thì ít nhất phải cần cả hai người dùng để xác minh cái danh tính của mình và cần phải hai người xác xác minh b 2 b cho tài khoản của mình ha bằng cách quay video thời gian thực cho bạn thì cái, cái phần này uh, nó cũng khá là rắc rối và nó rất là chưa chưa rõ lắm anh nha. thì cái phần này nó sẽ có thông báo sau. thì mình trước mắt mình cứ hiểu rằng là bạn phải có ít nhất hai người để xác minh cái danh tính của mình đó. về cơ bản là như vậy ha. còn cái cách thức thực hiện như thế nào thì mình chưa biết anh em nha. đó như vậy nè nha. thì uh, video mình xin tạm dừng ở đây. thì uh, cái phần uh, sẽ mình BB sẽ mình sẽ tiếp tục theo dõi dự án và sẽ mình sẽ cập nhật cho anh em ha rồi như vậy anh em thì video nếu thấy video hết thì cho mình một nút like để ủng hộ video ha những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm một nút đăng ký và chọn chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình xin chào hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo